Chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Gia Trai nha các bạn. Hôm nay chia sẻ với các bạn là tôi lãnh cái nồi cơm điện của người ta, nồi này nè, lãnh thay tự động với mắt đường điện vô, nồi cơm điện nấu không chín đó các bạn. Nồi này còn đẹp lắm nha, mới tinh rồi nha. Thì cái nồi này là nồi hiệu kim cương nè các bạn. Nồi này là 2 lít 2 nha các bạn, 2 lít 2, nồi kim cương 2 lít 2. Thì chia sẻ với các bạn là nồi kim cương thì cái đích nó như vậy, thì các bạn mở ra đường nào thì mình làm thì các bạn dòm theo ha, thì mình chia sẻ cho các bạn xem. Đây thì cái nồi kim cương gồm nó có 3 con ốc nằm ở trong này nè, thì chia sẻ với các bạn về gúng luôn, gúng nồi luôn đó. Các bạn đi ra ngoài chợ thì tiệm bán đồ điện á, thì nồi cơm điện mà các bạn nấu bị sống á, các bạn mua đúng về thay, nó bán đúng nồi là người ta bán à. Nè cái loại này thì nó rẻ nha các bạn, loại này là loại thường nè, tôi không có thay. Thì loại này thì thay cho người ta cái giá rẻ, nhưng mà mua mới nè, cái này mới nè, mà nó tự động nó hư anh đó à, xài không có đạt. Còn cái loại này nè các bạn, cái loại cũng nhám nè, cũng nhám nha, kêu cũng mè đó, nó trên này nó khần 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 khần, nhưng mà nó có cái miếng giấy nó lót vô đây. Thì cái chất liệu của nó là tôn chì á các bạn, lâu lâu xét. Rồi cái mặt mã nó ở trên trên cái gúng là bất cứ cái nào cũng vậy chân nha, loại tốt này nè, gúng nhám này nè, nó có số 145 đó. Thì mấy cái gúng thường á thì nó hiệu từ lưa dưa hết trơn á nè, hiệu này hiệu kia từ lưa hết trơn á, nhưng mà đặc biệt có thằng này là cũng số 145. Thì các bạn thay vô đây, thì tôi lãnh thay cái nồi này cho người ta với cái này, với điện vô, mắt đường điện vô nha các bạn đó. Thì cũng chia sẻ cho anh em mà nào mà muốn tìm tòi có hư ở nhà mà nấu cái cơm có sống đó, thì anh em mà tự đi mua thay không có mặt sợ đó, đem ra tiệm mất công. Đây 3 con ốc nó nằm ở trên đó nghe các bạn, nồi kim cương là nó vậy, dành dặn 3 con ốc này ra. Đó. Rồi xong xuôi á, mình cái lần này nè các bạn, đó. Cái lần này nè mình lấy cái dao cán vàng á, hay hoặc là cái vít dẹp vẫn được, dao cán vàng dễ hơn, mình cạy nó lên, cạy nó ra, cạy nó ra từ mé từ mé, cạy nó là nó ra, lần nó ra chưa, rồi các bạn xem cái nồi cơm nó như thế nào nha. À nó đứt đường điện, nó xuất đường điện vô nè các bạn. Cái này không phải là nó xuất nha các bạn, cái này những người thợ tay ngang không biết á, đi đi chấm chấm chì vô đây nè các bạn, chấm chì. Thường thường trong mấy chỗ này không có được quyền chấm chì, ví dụ mình cột vô cũng được chứ đừng có chấm chì, như ngoài vô đó ngoài sao cho chắc chắn được rồi chứ đừng có chấm chì. Chấm chì là bảo đảm là nó không nó nóng là nó chảy trơn, tại vì trong đây cái nồi cơm nó có nhiệt độ cao, chấm chì vô đây là nóng nhiệt lên là nó chảy trơn à. Giờ mình banh mình lấy ra mình nối nó lại. Khuyến cáo với anh em trong đây á, trong cái nồi cơm nha các anh em, không có băng keo được nha, không có chấm chì được nha. Nè chấm chì vô nè, nó có cái lỗ nè các bạn, cái này đem về có cái lỗ nè, có lỗ sẵn nè, bên đây mất tiêu cái lỗ rồi, làm mất tiêu cái lỗ rồi, để mình quấy nó ra. Cho có cái lỗ lại đằng mình xỏ ngang đằng mình quay chứ không có chấm chì.
Cái này người ta chấm chì nè các bạn. Rồi giờ mình ta chấm chì kệ người ta, giờ mình cắt luôn. Đó. Bỏ luôn. Nó không có bảo đảm an toàn. Này. Trong đây toàn bộ là không có cái nào mà cháy hết trơn nha các bạn. Chảy cháy là vô đây không có được. Chì hàng là vô đây hàng cũng không được luôn, mà bọc băng cũng không được, mà băng keo băng cũng không được, mà dây toàn bộ dây trong đây là dây chống cháy không. Nó mới nằm ở trong cái nồi cơm cái nhiệt nóng được. Nè, ngoan ngang cái rồi. Để coi cái dây này nó cục không. Cũng được rồi. Bộ dây này đốt không cháy nha các bạn, không tin tôi đốt cho các bạn xem nè. Trong đây là dây đốt không có cháy, nó chịu nhiệt độ cao lắm. Đó. Toàn bộ trong đây là dây đốt không có cháy nha. Đó. Kỹ sư người ta chế ra cái nồi cơm cho mình xài á, là khi diêm điện nấu nóng là nó toàn bộ là nó không cháy trong đây. Trong đây không có chỗ nào cháy chứ. Chỉ có cái mũ ở đây là mũ chịu nhiệt cao độ thôi. Thì lâu ngày nó cũng sẽ bị quéo, như mình nấu nhiều quá, nấu cơm bán cái này nọ nó quá dữ lắm, nó bị quéo, xui lắm mới bị quéo chứ không ít cũng ít khi nữa nó chống cháy mà. Nó chống nhiệt. Cái nhiệt độ nó cao lắm, nó mới bị quéo nó. Còn cái dây này là tuyệt đối là nó không bao giờ chảy. Đó. Rồi mình ngoài vô gì nè, chắc ăn rồi. Không có sức ra. Mà nó ăn điện nữa. Nó cũng như điện nhà mình với các bạn. Bây giờ mình kiểm tra nha. Đó. Kiểm tra coi có điện vô không nha. Đó rồi nè. Vô rồi nè các bạn. Nè hâm nè. Hâm đó. Nấu nè. Nấu mặt chích nó không ăn nữa nè. Đó. Mặt chích nó không ăn nữa nè. À. Mặt chích này bị ten nữa nè. Để nó ăn nè. Cái này mình đánh mặt giúp lại luôn nha các bạn. Mình thay cái gúng mình đánh mặt giúp lại. Rồi giờ chia sẻ với anh em ha. Rồi mình làm nè, anh em làm dòm làm theo. Anh em nào mà muốn sửa tự sửa đổ nhà thì cũng làm theo. Như nồi cơm mình bấm nó không ăn cái mặt giúp này nè. Không ăn điện á. Hồi nhanh nhanh mà hồi ăn mà hồi không á. Mình đánh cái mặt giúp này nè. Cốt tờ với nhám lại. Mày nhám nó nhắm nhật nha các bạn. Bây giờ mình đo lại nha. Anh em nào mà muốn ấy thì muốn học thì coi nó chi tiết hơn. Lên nè, hâm nè ha. Nấu nè ha, hâm nè. Nấu nè. Đó. Vậy thế là ăn rồi đó các bạn. Rồi giờ mình thay cái tự động nha. Rồi, chia sẻ với các bạn là cái này nè là cái gúng nè. Nồi cơm nấu sống chín là do nó đó các bạn. Thì mình chỉ nấu bị sống đó, các bạn mua về các bạn thay vô mà xài. Rồi cách thức thay nó cũng đơn giản nha các bạn ơi. Đây, mình bẻ nó ra. Mình bẻ xuôi theo cái càng nó đặng mình lấy ra. Này. Rồi mình... cạy cái này ra, nó có hai cái chấu hai bên này, người ta bẻ ra nè, mình cạy ra, bóp vô lại, giờ mình lấy ra đó, này các bạn. Nè hiệu nó nè. Các bạn xem nè nha. Đó, hiệu nó này ha. Y gan cái hiệu tôi dẫm tôi mua luôn nè, nè. Y gan luôn nè, đó. Đó. Thấy không? Cái này trong nồi lấy ra nè, còn cái này tôi mua nè. 170 nè, thấy không? Rồi, giờ mình thay cái này vô nha các bạn.
thì mình cái chiều trung tim là mình xây ra, xây qua cho cái càng nó đúng với cái càng dưới này nè, đó đó đó, thấy không? Cái chỗ xéo này nè, cái chỗ này nè, mình do nó lát mình đưa lên đó ngay, đơn giản à. Các bạn đưa lên thì giữa cái chấu này nè nó thụt lên thụt xuống của cái rúng đó các bạn, và tránh hai bên cái càng để cho đừng có bấm lên nó đụng đó. Rồi giờ mình chịu lại, các bạn làm cái này gồm có cái kìm mỏ nhọn nha các bạn, hoặc là cái vít dẹp mỏng cũng được, nhỏ dài á mình xeo lên, nãy lên nãy cái phần chấu của nó lên. Bên đây cũng còn cái chấu nữa nè các bạn thấy không nè, mình đưa vô nãy lên vậy là cứng ngắc rồi đó. Đó rồi xong xuôi, xong xuôi mình dỡ lên, mình kéo cái này nè, đó, đưa vô nè, nó cục lên rồi nè, thì mình bóp lại, đó, vậy là rồi đó các bạn. Rồi giờ mình vệ sinh cái này, mình gắn vô cho người ta nghe. Rất vệ sinh rồi xong mình gắn cái này vô lại nè. Cái chiều này nè. Chiều này mình cho nằm, cái chiều nó có khớp nè, mình cho nằm ở dưới mặt dưới. Thì mình gắn vô lại. Mình đút xuống cho dễ. Vô nè các bạn. Ha. Rồi giờ mình xây qua mình gắn vô luôn nha các bạn. Các bạn vỗ nhẹ thôi nó vô khớp rồi đó. Vỗ nhẹ là lọt vô khớp hết trơn. Một kim cương nó vậy đó, nó có cái khớp. Rồi vô vậy mình coi ngay cái lỗ ốc mình gắn lại nghe các bạn. Chụp rồi mình gõ nó qua, gõ cái này nè, gõ nè cho chị qua ngay thôi. Gần ngay rồi đó các bạn, nhìn ngay cái lỗ ốc mình dẫn vô đó, ngay rồi đó, mình để ốc vô mình dẫn vô nha. Rồi các bạn thấy mà mình chia sẻ cái nồi cơm điện á, nó cái vụ mà thay nấu sống chín á với đứt đường điện vô như có hay á, thì các bạn nhớ like bấm ủng hộ kênh mình nha, đăng ký kênh nha. Xem các bạn cứ bấm đăng ký đi, cũng không có mắc mát gì trơn á, không có hao tốn cái gì trơn á, ủng hộ tôi có thêm động lực tôi làm clip tiếp theo cho các bạn xem ha. Chia sẻ những cái gì mà tôi hiểu biết á thì tôi chia sẻ lần lần cho anh em để biết, mà nhiều khi nó đỡ lắm anh em. Thôi chào tạm biệt anh em nha, chừng nào mà có cái gì hay là tôi quay ủng hộ, quay đưa lên cho anh em coi ủng hộ nha. Rồi chào tạm biệt nha.